Đây các bạn thấy nhá, cong cả mên này. Cái phần backplate nó quá dày này, nên là nếu mà gắn hết vào sẽ bị cong mên. Mình không muốn cong mên một tí nào cả. Đầu tiên là chúng mình sẽ lên để lấy mấy cái đồ ở trong này. Các bạn thấy đây là list đồ nước, nó rất là dài và nó rất là nhiều thứ. Và những cái đồ này chừng sẽ đủ trong con P5 thiếu của chúng ta tới tiếp sau. Và tổng trị giá bộ nước này là 27.885.000. Tất nhiên là chúng ta chưa bao gồm block CPU và block card, tại vì con card và CPU này nó kèm luôn cái block rồi. Đây rồi. Đây là con bơm. Đây bao tiền? Con bơm đây chị giá là 5 triệu 6, 5.619.000. Nếu anh em biết thì một cái bơm ở gia đình ấy, nó chỉ khoảng tầm 2 đến 3 triệu thôi, đủ bơm lên tầm 3 tầm 4 rồi. Còn đây bơm cho máy tính 5 triệu 6. Rồi. Bơm đây này chắc không bơm gia đình được. Bơm này chỉ bơm được khoảng 3 mét thôi. 3 mét. Fit 293 ra sẽ lấy ở đây 8 con. 8 con, một con này là bao tiền? Một con fit này có giá là 249.000 đồng. 249.000 trong một cục sắt. Con này là đây 249.000 một con, 8 con à? 8 con tất cả. Rồi, đây là 8 con fit. 90 độ, cua góc. Cái này con gì nhỉ? Mình sẽ là fit cắm ống. Và fit này có mã là 365. 365. Đây. 365 mấy bộ nhỉ? Có 3 bộ. Đây 365 đây. Đây một bộ fit này có 6 chiếc. 6 chiếc nhìn nó đấy, không vừa nhìn màu bạc lấp lánh. Tính như chúng ta có dây nối dài này. Ôi, trước dây nối dài đi. Mấy bộ? Một bộ dây nối dài và một bộ dây RGB. Đây dây RGB đây. Những cái đồ sản phẩm này chúng ta sẽ lấy nốt rồi ở nhà. Thế bên ta bê đồ hết này xuống mà chúng ta lấy nốt những cái đồ linh kiện còn lại, bao gồm như cả main, chip rồi các thứ ở cái đồng 1. Rồi, giờ chúng ta lên kỹ thuật để lấy nốt mấy cái đồ kia và lắp thôi. Có vẻ hơi đông, phải ra cả tí cho về studio lắp thôi. Đây chúng ta có là khá nhiều máy đây. Đây, tôi cho các bạn xem trước một ít. Đây là con main chỉ giá 41 triệu, tức là gần bằng giá một con Exciter. Và nếu các bạn cắm con CPU vào đây thì nó cũng chạy nhanh như Exciter. Rồi và hết lệch tí thì chúng ta có dùng con card Gigabyte. Card này thì giá nó ngang con SH. Con card này kèm sẵn block nước 3090 và con này cũng sẽ kèm sẵn luôn. Tí nữa thì mình mở ra test. Đây địa thể có một cái bộ 2 card. Đây giới thiệu các bạn cái bộ 2 card phát. Vậy ba cạc mà. Ba cạc à? Ba con. Ở đây là bộ máy có sử dụng 3 cạc đồ họa 3090. Bên trên thì có 2 mẫu than cạc là MSI Trio 3090 và dưới là một con Aorus Waterfall. Và con này chạy O1, còn 2 cái cạc bên trên là mặc định của nó chạy tản khí và đã được tháo ra để lắp block nước vào đây. Con này có lẽ là để chạy các phần mềm đúng hơn là chạy coi trái dùng CPU ngay cả. Rồi đây theo chia sẻ của chủ nhân bộ máy thì cái dàn máy này về để anh xử lý video. Và bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính. Chúng ta tổng giá trị bộ máy chưa bao gồm nước là 227.129.000. Các bạn ở chỗ này lên trên studio. Bây giờ đến một tiết mục kiểm đồ. Đầu tiên, CPU Intel Core i9 11900K giá là 15,8 triệu. 2 kit RAM G-Skill Trident Z Neo RGB 64GB một kit. Tổng chúng ta có là 128GB RAM với 4 thanh, bớt 3.600. Một con ổ cứng Western Digital Caviar Black 1T. Và đây card màn hình Gigabyte RTX 3090 Aorus Extreme Waterfall. Đây. Có trị giá là 76 triệu. Tiếp theo là nguồn Corsair HX 1200W. Nguồn 1200, thoải mái nhá. Anh em nào không mấy hôm trước bảo là thiếu nguồn thì bây giờ ok đấy. Nguồn 1200 3090 với cả 11900K thừa sức. Ổ cứng SD Samsung 980 Pro 1T 3 ổ. tổng là 17.697.000 ổ. Mainboard ASUS ROG Maximus 13 Extreme Glacial. Đây hình như là chiếc mainboard đắt nhất hiện tại. Đi từ trước đến thời nhỉ? Nếu mà chiếc sách phổ thông ấy. Đúng thì chưa con nào đắt hơn con này. Đây là con đắt nhất. Đắt hơn chỉ có X299 thôi. Nên là con này là con đắt nhất từ trước đến giờ, con mainboard dành cho phổ thông. Và vô lăng Thrustmaster HOTAS Warthog. Đây là một cần lái máy bay đúng hơn là cái vô lăng. Anh em có cần lái máy bay này. Không phải anh ấy giả lập lái máy bay hay sao ấy. Màn hình Samsung Odyssey G9. Nó ở đây. Đây vừa bê ra xong. Rồi. Và đấy, dây nguồn đi kèm sang này rồi. Rồi, còn đồ nước thì tí nữa mình nói sau vì nó nhiều quá. Tổng cộng đốm này đã là 227 triệu rồi. Con vỏ cây thượng mà Core P5 là con này là 5 triệu thì phải đúng không nhỉ? Giá 5 triệu. 3 triệu. 3 triệu à? 3 triệu. 3 triệu 6 thì đấy. 3 triệu 6 cho con vỏ này. Đấy, đại khái nó là thế. Đại khái là thế anh em ạ. Còn bây giờ thì chúng ta đến với màn đầu tiên. Lắp nước là phải test đồ. Và phải test tôi xin nhận đủ tất cả 128GB RAM và 3 card SD 1T. Tiền cả tất cả sẽ lắp hết và sẽ test ở bên ngoài trước. Tắt bên ngoài trước thì lắp nước vào mà không lên là toi. Bây giờ sẽ là tháo cái main này ra. Và chúng ta phải sắp cái bộ này đến Huế em ạ. Chuyển về Huế. Có lẽ chắc sẽ phải gửi theo một cái ô tô để chở riêng tất cả bộ này đến Huế. Có lẽ là phải một ô tô chở riêng. Tại vì giá trị bộ này khá là lớn. Nếu các bạn biết thì 300 triệu các bạn đầu tư được một quả nét rồi đấy. Để cho các bạn đỡ con hôm trước thì không unbox hàng bán nhé. Thì đây là con hôm trước. Trên shop chúng ta có unbox là con này. Là con hàng sample, còn kia là hàng mới tinh. Tức là đây là hàng mới ấy. Các bạn đừng bảo là mình lấy hàng unbox ra bán. Bộ này là giống như bộ bẫy mình vừa lấy trong kho ra. Thì nó bao gồm có 6 con fit, cảm ơn màu Niken. Sao lại tặng 6 con nhỉ? 6 con chắc là vừa đủ cho một bộ custom thôi. Đây cái tấm block cho toàn bộ cả CPU, đơn giản về khu vực chipset. Con này có bán lẻ không nhỉ? Cái phần này thì sản xuất riêng cho ASUS nhưng mà cái phần này sẽ không được bán lẻ, sẽ chỉ đi kèm theo main thôi. Ta đây sẽ để này sang một bên, ta sẽ bỏ main ra ngoài. Đó. Đây cho con main. Đây là những cái phút đi kèm theo nó, gồm có đi SATA này chúng ta sẽ cần tới. Ở đây có lẽ sách hướng dẫn xem nào. Và đây là anten và bộ ốc vít đi kèm. Nếu khác với các cái con main thông thường thì con main này hoàn toàn nó không có cái dàn tản nhiệt cho VRM cũng như chipset, nó toàn hở như này. Và sau khi lắp CPU vào đây xong thì chúng ta sẽ ốp nguyên cái tấm block này lên. Mình nghĩ là chả bạn nào dùng hết đến chỗ phê đâu. Không thể ai dùng hết được. Tại vì thực ra nếu mà cái dòng OC mạnh thì hãy dùng cái dòng Zenith. À đâu, cái dòng gì nhỉ? Apex, Maximus 13 Apex. Còn dòng Extreme ấy là phụ thuộc dành cho các bạn mà hoặc là thích dùng chơi game giải trí hàng ngày. Mà hàng ngày thì chắc cũng chả ai cũng dùng OC đến cái mức hardcore như thế. Và bây giờ chúng ta làm sao mở con vỏ cây ra đây. Mở như nào? Thật là cầm cái block của EK thì cái chất lượng hoàn thiện của nó phải gọi là rất là tuyệt vời. Mà mình không hiểu sao đây con main mới mà cái phần này nhìn trông nó có vẻ hơi loang lổ. Mình nghĩ chắc là không ảnh hưởng gì đâu. Vì bề mặt nó rất là phẳng. Đây, khá là loang lổ. Dù là mới tinh ấy. Nhưng mà không sao vì đây nó chỉ là những cái vết ở trên này thôi. Không ảnh hưởng gì cả, nó đều phẳng là ok. CPU Intel Core i9 1900K. Rồi chúng ta sẽ lắp nó vào con main board này. Tiên là sẽ mở ra con Core P5 với tuổi đời khá là lâu, nhưng nó vẫn đang là một trong những cái mẫu cây bendable duy nhất trên thị trường. Mình nghĩ là nó sẽ đi kèm một tí keo tản nhiệt, mình quên chưa lấy ra rồi. Ok, thế thì bây giờ sẽ thử sẽ là cắm con nguồn vào đây và cắm thử cái card đồ họa vào và xem nó máy nó có hoạt động được ok chưa. Sau khi hoạt động ok rồi thì chúng ta sẽ lắp toàn bộ cái block vào đây và hoàn thiện. Cũng là một con nguồn chất lượng tốt, rất là nặng. Nếu các bạn chưa biết thì Core P5 là cái vỏ cây sinh ra để làm nước. Dùng vỏ cây P5 dùng tản khí thì nó hơi toi. Bạn nào lắp P5 rồi bạn sẽ biết là đây là một nỗi cực khổ khi mà các bạn bỏ các thứ trong này ra và bắt đầu phải dùng để gắn. Đây là cái gì đây? Type-C à? Con này đi kèm Type-C mặt mới. Và riser. Đấy, cái riser này dùng được không? Riser đấy dùng được. Đấy, riser thế hệ mới rồi. Ngày trước ấy thì con P5 đi kèm một cái riser mà anh em sẽ không thể dùng được, tại vì nó bị băng thông quá thấp, chạy 750Ti đổ số thôi. Còn bây giờ thì chắc là họ thay cho chúng ta một cái riser mới dùng được. Ngày trước là mua P5 là anh em vứt hết riser, có dùng ở đâu? Còn đây là 4 cái chân. Thế nguồn full module thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái dây nào cần thiết mình cắm vào. Không phải, nếu mà cắm hết tất cả dây này vào thì nhìn nó trông rất là rối, nên phải lựa chọn. Ổ cứng này, thế nhưng không dùng nhiều ổ cứng đúng không? Chỉ có một ổ cứng thôi. Thế thì bỏ bớt ra thôi. Hôm nay chúng ta hy vọng là sẽ làm xong được cái phần lắp lắp khung sườn nó lên để ngày mai làm nước. Và ngày kia thì có thể là 30 tháng 4 chúng mình sẽ có thể đóng gói vào con vỏ cây này và gửi đi. Hy vọng là như vậy. Rồi, xong 4 cái chân. Bây giờ dựng lên. Đấy, đây là con co P5. Chân chuồng, chưa có gì cả. Tiếp theo chúng ta đến các tiết mục, ví dụ lắp nguồn thế này này. Bên trên này là chỗ để gắn cạc giúp dựng. Đây nó là cái dựng cạc là cái này. Hay quá, con này nó có lắp SD ở đây. Đâu? Thì có thể lắp SD sau chắc cũng được. Lắp 2 SD ở đây, đúng rồi. Một SD lắp. Thì bây giờ phải mở sách ra để xem mà khe nào đã nhận được và khe nào không nhận. Không biết khách hàng để làm gì vì có ổ 1T này. Trong khi một con ổ SD là 1T đúng không? Đúng rồi, 3 con ổ là 3T. Đường nước thì đây là đường in, đây là đường out. Thực sự ý, các con main dòng nước trên cái chiếc Aorus Waterforce chẳng hạn ấy, cũng làm 2 cổng in out trên này này. Mà cổng trên này thực sự nó rất là bí, đấy là dùng cây, dùng cây bình thường ấy. Thì 2 cái lỗ này nó quá gần để các bạn có thể đâm lên trên nóc cây được. Còn tại sao không làm ở giữa? Như kiểu chỗ của con Evo ấy. Như ở như chỗ của con Magnifico hay là con đấy bình thường ở giữa này này. Đây ông cho lên trên, cho lên trên thì thực sự là cái đường nước ở đấy nó đi hơi khó, rất khó, thực sự rất khó. Ngày trước thì các bạn, ngày trước mình có một clip của OC con 3080 Waterforce ấy, và điểm nó còn cao hơn 3090, nên bây giờ 3090 mà OC lên thì không biết điểm nó cao đến cỡ nào nữa. 2 cổng 8 pin khá là ít và chứ bo cả cái nhìn rất là nhỏ. Nó dài bo thì có 25 phân, 25, 26 phân. Rất thằng bé, không làm to nàng dài thì nhìn thấy chất chơi, bé quá. Và Aorus có một cái khá là hay thì cái vòng này này. Tức là khi mà chạy nước có tầm như này này, mà chẳng may nước giò ấy, nó chạm nước vào những các cái vòng xung quanh này này, thì là con cạc hãy dừng lập tức để tránh tình trạng mà hỏng khi bị giò nước. Đấy, đấy những điểm của con 3090 Aorus Waterforce. À, thì tiện thể lắp ráp nha. Quay lên trên, quay lên dưới. Có lẽ sẽ quay lên trên đi. Quay lên trên đúng không? Ok, thì quay lên trên thì sẽ có thêm một cái là lắp quạt nữa. Quạt lặn lát với quạt luôn thể. Để cho nút sửa test. Tại vì kiểu gì cũng phải lắp ráp vào đấy thôi. Và đây là con rác EK XE 480. Đó là con rác có độ dày lớn nhất của EK. Đóng gói rất cẩn thận. Tại vì rác rất dễ các bạn bị dập cái lá tản khi mà các bạn vận chuyển đấy. Nên là EK họ cũng bọc một lớp giấy này. Sau đó họ bọc một lớp bọc thêm một lớp nữa là lớp xốp. Nên là bây giờ hàng nhận về là gần như là không một chỗ nào bị móc, chỉ đúng một tí tẹo ở đây thôi. Không phải, đây vẫn là lớp tàn. Như vậy là không có một lá tàn nào bị móc. Đấy, đóng gói hàng Slovenia nó phải thế. Giờ sẽ là lắp 4 thanh RAM. Mỗi thanh này sẽ có dung lượng là 32GB, 128GB. Tổng là 128GB cho 4 thanh. Một thanh này có tổng có dung lượng RAM là còn nhiều hơn tất cả bộ máy trong cái studio này. Với 128GB RAM bật vào bao nhiêu tab Chrome này? Tía thử, tắt xong ra thử bật Chrome. được bao nhiêu tab? Hiện tại mới nhận 2 chiếc SSD. Có lẽ sẽ phải đổi một chiếc lên khe bên trên. Nhận 2 cái à? Để nhận hết. Thế nhận 2 cái ở dưới à? Nhận 2 cái, chắc là 2 cái ở khe này. Dim, đúng rồi, dim 2. Thì khả năng là khe trên này chưa nhận. Bây giờ sẽ đổi lên khe bên trên. Đấy, may mà test trước. May mà chúng mình test trước đấy. Nếu không thì chúng ta sẽ tháo bung cả máy ra và lắp lại SSD. đủ RAM, nhận đủ SD. 128GB RAM đúng không? Rồi 128GB RAM. 3 gói SD. Mình sẽ bó gọn hết giấy trước. Mình sẽ đến phần lắp block. Lắp nốt vào gì? Xong cho vào cây. Các bạn nhìn này có thể hỏi là tại sao mình không cho con dây vào đằng sau. Thì lý do mình không cho nó vào sau ấy, tại vì nếu mình cho vào sau thì mình sẽ phải kẹt thẳng vào đây và nó sẽ rất dễ tình trạng gọi là đứt ngầm dây. Tại vì trước mình đã thử rồi, một thứ đẹp thật đấy, nhưng mà nó sẽ bị tình trạng đứt ngầm dây nếu mà dùng lâu. Nên là Core P5 thì thực sự anh em là chấp nhận một tí, để dây đi ngoài như này thì nó sẽ đẹp hơn là cái việc mà nó không đẹp hơn đâu, nhưng mà thì nó sẽ an toàn hơn nhiều so với việc mà kiểu đi thẳng dây vào bên trong sau quả. Đây có các cái miếng thermoplast. Miếng này sẽ có nhiệm vụ là đệm vào những cái khoảng cách ở giữa cái miếng tản nhiệt này với cả main. Chúng ta sẽ phải dán cái này thủ công. Dán tất cả này vào. Nó vẹn. Nó ở đây thì ở phiên bản này thì họ đã cắt sẵn hết tất cả. Cắt sẵn hết rồi. Đúng rồi. EK ngày trước thì rất ít khi cắt sẵn cho chúng ta. Mà khi hợp tác với Asus thì chắc là họ đã cải tiến rồi. Bây giờ sẽ đến phần tra keo cho CPU. Thì trên mạng có rất là nhiều cách tra keo, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì tra keo CPU để đạt được cái hiệu năng tốt nhất thì nên là tra dàn càng đều càng tốt và càng mỏng càng tốt. Cho nên mình sẽ thường sẽ tra theo hình. Nhưng mà làm thế chắc là khá tốn thời gian và kỹ năng. Rồi. Đặc biệt là đối với keo gấu này thì nó có độ đặc rất là cao, cho nên là sẽ mất khá thời gian. Trước khi lắp block thì mình sẽ xem trước các cái vị trí cắm dây kết nối. Vì cái block này nó có trang bị một cái màn hình LED ở đây, cho nên là mình sẽ phải kiểm tra trước cái chân kết nối này. Cái chân kết nối này dành cho cái màn hình và cái giải LED RGB chạy, hình như mình nhớ không nhầm là sẽ chạy ở đây. Giờ sẽ xem trước ở trên main vị trí cắm đấy ở đâu. Nên là 40 triệu. Với những con main board cao cấp này thì thực sự nếu các bạn mà không rõ là các bạn khả năng lắp này thì các bạn mà chưa thành thục ấy thì không nên tự lắp những con main cao cấp như thế này, tại vì nó sẽ rất dễ gây ra hỏng hóc nếu mà các bạn lắp không cẩn thận. Đấy, rồi xong. Nghĩa là chưa xong hết cả dây rồi, hình nó hơi vướng vào nhau thì phải. Đấy. Một cái lưu ý khi mà lắp những cái block này là hay là bất kể cái loại tản nhiệt nào thì chúng ta đều phải có những cái miếng đệm nhựa ở dưới này. Tại vì khi mà con ốc bằng kim loại nó cứa vào mạch này nó sẽ gây ra đứt mạch hoặc là chập mạch, toi mạch. Cho nên là bắt buộc phải có phần đệm nhựa ở dưới. Rất nhiều ốc. Đây, con mền rất nặng. Sau khi lắp xong block nó rất là nặng. Ui, bây giờ làm cái gì bây giờ? Đây, đang ngửa. Rồi, sẽ hạ con main vào. Lên trên tí. Rồi, ok rồi đấy. Đây. Rồi, bắt. Đấy, bắt đi em. Từ sao lại có cái chân không vừa nhỉ? Cái này cùng một túi bóc ra. Sao lại mấy con này? Ốc kia đi, lấy ốc này. Anh nhớ ở P5 nhưng phải gắn ốc này. Ốc to vào thôi. Ok. Đúng rồi đấy, con này vào. Thế thì con kia không phải. Lừa. Một pha lừa đến từ Thermaltake. Để cùng túi ốc nhưng các bạn gắn main các bạn sẽ phải dùng ốc này, chứ các bạn không dùng ốc trong cái ấy được. Hình như là gen còn to hơn cả ốc này thì phải. Con này vừa mà. Đây xem nào. Từ đây. À, em nghĩ là do con này nó có cái giáp đằng sau quá dày. À. Đúng rồi, con này giáp đằng sau quá dày. Thế để vào đi, để ấn xuống. Sẽ phải ấn xuống. Như vậy là cái miếng giáp đằng sau của miếng ASUS này nó quá dày, nên việc là này lắp mấy con với định vị đã. Đây mấy cái ốc nhỏ nữa. Nhưng đây, mà... các bạn thấy nhá. Cong cả bên này. Mất plate chuẩn có chuẩn rồi đúng không? Đúng không? Nó chuẩn rồi. Nó zin của nó đấy. Cái gì nó chưa tháo đúng không? Đúng rồi, mình chưa tháo. Đây, tức là các bạn sẽ phải thôi. Đây mấy ốc nhỏ đây. Sẽ phải lựa ốc. Không thể nào mà gắn hết được, tại vì con bên này nó sẽ cái phần backplate nó quá dày này, nên là nếu mà gắn hết vào sẽ bị cong bên. Mình không muốn cong bên một tí nào cả. Chắc là với các con main mà chặn main nó cao Hay lắp sẵn bên cao lên nhỉ? Hay lắp ốc bên cao lên? Ốc bên cao lên đi. Mình sẽ lắp cho ốc bên nó cao lên một tí. Cao lên thêm một lắp nữa thì sẽ không bị cong bên. Nhưng mà con này hỗ trợ EATX mà. Sao mà cái chỗ dây nguồn này thì luồn kiểu gì nhỉ? Nếu mà dây nguồn 24 nguồn 24 pin, nhưng mà cái này con này mà lắp vào phát là nó bịt kín hết chỗ. Thế thì sẽ phải luồn ra trước. Hay là Đạt, em nghĩ bỏ qua cái đoạn này đi để em đi kiếm cái chân ở dưới xuống dưới kỹ thuật nhặt được mấy cái chân dài dài ấy. Thôi thì mai tiếp nhá. Mai tiếp đi. Giờ cái đoạn đấy cố nhìn nó hơi chuối. Thôi ngày mai tiếp. Mai chúng ta chơi tiếp. Rồi, và bây giờ sẽ dọn hết chỗ này và ngày mai tiếp tục. Không dọn đâu. Mai tiếp để nguyên đây. Chào anh em. Hẹn lại em ở số tiếp theo nhá. Và chúng mình sẽ cố gắng lắp được hết con này vào trong ngày mai. Và ngày kia thì sẽ là test game và chúng ta sẽ đóng hàng cho đi Huế. Ok, xong rồi. Rồi, chào anh em.